Xin chào tất cả các bạn nhé. Tối hôm nay thì mình tranh thủ thời gian rồi là đi quay cái chỗ một số cái quán nước chè ở trên thành phố Hà Tĩnh cho các bạn xem. Thì hiện nay mình đang đi qua chỗ trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Ở đây có Vincom Plaza. Ở chỗ khách sạn Media Vinpearl Hà Tĩnh này ở phía trên tầng 36 đó là có một cái quán cà phê Sky Bar ở trên tầng số 36, tầng cao nhất thành phố Hà Tĩnh. Cung đường của mình đang đi ở đây hiện nay là cung đường Hàm Nghi. Nó đi thẳng sang bên kia, phía sau lưng mình ấy là đường Phan Đình Phùng. Thì ở Hà Tĩnh thì có hai cái địa điểm, hai cung đường uống nước chè, rất là nhiều người uống nước chè, đó là ở đường Hàm Nghi này. Và một chỗ nữa đó là ở công viên Trần Phú, dọc đường 70, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đấy. Thì có hai cái địa điểm đó là hai cái địa điểm đó nếu như các bạn về thành phố Hà Tĩnh thì có thể trải nghiệm. Để ở đây là cung đường Hàm Nghi nhá, ở phía này đang ở trong nội thành, thì ta đi một tí nữa là đi hết cái khu dân cư này là đến cái khu cái chỗ nhiều quán nước chè mở ra đấy. Ở đường hai dãy đường này thì cũng khá là nhiều quán. Ở đây thì có một số quán nhiều hải sản tươi sống các bạn ạ. Đấy, ở đây mình phía bên phải tay phải bên mình đấy, thì có là Đại Hướng Biển. Đây cũng là một quán hải sản cũng rất là ngon ở thành phố Hà Tĩnh. Rồi đi dọc đây xuống dưới đây nữa là bên cạnh là có quán là gì ạ? Quán Đại Dương. Đây, quán này thì mình với các bạn với cơ quan cũng hay thỉnh thoảng ghé về đây để ăn. Quán này hải sản cũng rất là tươi sống các bạn ạ. Có hai quán hải sản đó. Còn bây giờ đến đây là cái khu này chính là cái khu bắt đầu là có rải rác cả quán nước chè, và càng đi về đầu kia thì lấy số lượng này càng nhiều. Đó. Đây, các bạn thấy phía bên phải đường có các cái dãy ghế đỏ với các xe đầu bên đường đó để uống nước chè đấy. Đó. Còn ở phía bên trái nhé các bạn, các bạn quay sang phía bên trái bên này. Ở bên đây bên trái bên này thì là có quán nhậu nhé, quán nhậu các cái quán nướng, quán bán đồ nướng nhậu vào buổi tối. Đấy. Còn phía bên phải thì đây là quán uống nước chè. Tuy nhiên ở phía bên trái đó thì vẫn là có những quán vẫn xen kẽ vẫn quán uống nước chè các bạn nhé. Đấy. Đây là quán này cũng khá đông khách các bạn này. Đó. Mình đi quay một vòng thì các bạn xem cái đã. Cung đường này thì về chỗ bán nước chè cũng khá là nhộn nhịp. Bây giờ mình sẽ dừng lại ở đấy nhá, vào trải nghiệm thử ở đây xem là có những cái món đồ uống hay là có những cái món ăn vặt nào để mình trải nghiệm nhé. Còn riêng cái quán nhậu bên kia thì mình sẽ không sang bên kia để quay. Hiện nay thì mình đang dừng lại ở một quán nước chè ở ven đường. Ở đây thì có một dì bán rất là trẻ trung. Đấy, chủ quán đấy, chủ quán rất là trẻ trung. Thì ở đây thì mình có hỏi dì rồi, thì dì nói ở đây có bán là có về nước á, thì có gì này, nước dừa này, trà đào này, rồi là trà chanh này, rồi nước chè. Đây là nước chè xanh của Hà Tĩnh là rất là đặc sản đấy, đặc sản của Hà Tĩnh. Và có nhân trần nữa. Đấy. Còn về đồ ăn đấy, đồ ăn thì ở đây thì gỏi kem khi mà mình uống nước. Quả, các loại quả. Uống nước cái các loại quả. Thì đấy mình thấy là có ổi, có cóc, có xoài. Đấy. À đấy có cả nước chanh đúng không? Nước chanh nữa. Đây đấy, có cả lạc, đấy, hướng dương. Đấy. Rất là đơn giản nhưng mà cơ bản cũng đầy đủ cả. Các bạn mà đến đấy trải nghiệm thì có thể ghé qua quán gì để ủng hộ. Đó, Gì tên đó gì hay là quán quán gì là quán gì? Gì ha, Quán gì ha? Ở phía bên phải đường. Linh Tân, Phương Thạch Linh. Ở Minh Tân ạ. Linh À, Linh Tân ạ. Tân. Phương Thạch Linh ạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn các con. Dạ, nếu như các bạn mà có thời gian đến đấy để trải nghiệm thì có thể là ủng hộ gì. Gì rất là nhiệt tình lắm, rất là vui vẻ. Đấy. Hiện nay thì mình có gọi thêm một cái đĩa ổi với là gọi hai cốc nước. Mình uống nhân trần. Đấy. Cảm ơn các con nhiều. Con là người hành khách đến đấy. Như vậy là lưu lại ở quán gì? Thì quán gì thì nói chung là bán những cái đồ sạch. Rồi có nghĩa là bán những đồ cháy chứ cũng có chỉ là các cái loại ốc rồi là này khẳng có. Dạ. Nhưng mà cái an toàn thực phẩm. Thì trái cây ở kia là rửa sạch cả. Thế thì các con vô vào đây thỉnh thoảng ghé vào đấy gì ủng hộ cho gì, gì tình. Nói chung là cũng bán ấy về hè vào buổi đêm thôi. Bạn mừng. Ơi, Ở đây chỉ có bán mỗi buổi tối thôi các bạn nhé. buổi tối cho con buổi nắng là buổi tối trời mưa nắng đi được. Ở đây thì trời Đấy, mưa thì con gì không đi là bán, mà đây trời mưa thì tất cả đều không đi hay là sao gì?
mưa thì chỗ mấy con nhâu nó chế bạc, họ chế bạc được. Tức là mấy con nhâu ở phía bên phải đường rồi chứ. Là hoạt động còn lại quán nước chè là coi như nghỉ cả. Còn ta đi mua đông thì vẫn có bán đúng không? Có bán cả ngô nướng không? Cũng bán ạ. Quán của gì là ngay gần đây là chung cư đây kia mọi người. Chung cư của Nhật Vương đó. Chung cư của Phạm Nhật Vương, chung cư đây là nhà ở xã hội chứ hay. Quán của gì ở ngay chỗ gần khu ở xã hội. Của Phạm Nhật Vương. Dạ. Rồi. Đó, có duyên nhất ạ. Mình mới vào cái là gì có khách liền ạ. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhá. Rồi, cảm ơn nha. Hai bạn. Dạ dạ. Đẹp đối quá. Đấy thì mình đã có gọi 2 ly nước nhân trân. Thì buổi tối thì mình cũng không muốn uống nước chè xanh, đặc sản Hà Tĩnh đấy, nhưng mà buổi tối uống chè xanh vào cũng khó ngủ các bạn ạ. Thì ở đây thì mình đến đây thì Di thấy là mình quay, Di bảo là phóng viên. Rất là vui các bạn ạ. Tuy nhiên thì mình được trải nghiệm ở quán của Di cũng như là giới thiệu quán của Di tới các bạn, để các bạn đến ủng hộ Di thì mình cũng rất là vui. Thì ở đây mình có gọi ra 2 món, đó là nước nhân trân và ổi. Thì các cái món lúc nãy rất là nhiều món đấy, nhưng mà mình thì không thể gọi hết được, mình chỉ gọi trải nghiệm như này thôi. Và cơ bản thì mình đến đấy là có cái không gian để ngồi chơi, ngồi trải nghiệm không khí xung quanh. Các bạn thấy cái đông trống các bạn ạ, xung quanh đây là đều không có nhà, đông không mông quanh hết đấy. Buổi tối thì mình quay khả năng cũng khó rõ lắm đấy. Xung quanh là trống trải lắm, chỉ có phía đầu kia là có cái chung cư của bà Phạm Nhật Vương, còn phía sau này nữa thì là có cái chung cư nhà ở xã hội ở phía sau này, còn ở phía trước, ở phía bên trái của mình ấy, ở phía bên trái của mình là cánh đồng thôi, không có gì cả, trống trải thôi. Thì có lẽ mình cũng quay đổi về chỗ cung đường Hàm Nghi thì mình trải nghiệm một tí ở đây. Hiện nay thì mình đang có mặt ở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhá, ở quê ở mình thì hay gọi là đường 70. Thì ở đấy thì có rất là nhiều quán nước chè các bạn này, ở khu này thì cũng có nhiều quán nước chè đấy. Ở phía bên này chính là cái phố đi bộ, hôm nào thì mình có thời gian mình sẽ quay cái phố đi bộ bên này cho các bạn xem. Đó, phố đi bộ đó. Còn ở đây thì quán nước chè rất là nhiều luôn đấy, người cũng rất là đông. Còn ở phía bên tay trái này, ở phía bên tay trái này thì là có cái chỗ vui chơi dành cho trẻ em đấy. Đấy, các bạn mà đi chơi mà có bé nhỏ đi cùng thì bố mẹ ngồi uống nước chè ở trong này. Bố mẹ ngồi uống nước chè ở trong này thì để cho các con ngồi chơi đó thì cũng được đấy. Con đi về phía bên này. Đây, quán nước chè ở đây là công viên Trần Phú các bạn nhé. Ở phía đây là phía công viên Trần Phú. Đó, ở trong này cũng có khu vui chơi cho trẻ con, thuê xe, thuê đồ cho các cháu chạy. Còn bố mẹ thì cứ ngồi uống nước chè thôi, ngồi uống quán. Còn về cái đồ, cả cái món đồ uống thì vẫn giống như lúc nãy. Bây giờ chắc mình cũng không ghé vào nữa, mà mình không ghé vào để ngồi uống nữa, mà mình sẽ quay phía ngoài cho các bạn xem thôi. Đấy, các bạn thấy chưa, rất là đông luôn. Đấy, cấm, đây là cấm xe. Mình thấy có biển cấm xe nhưng mà xe vẫn chạy. Đó, các bạn thấy chưa. Ở đây thì rất là quán xá, nói chung nó tấp nập, nó sát nhau luôn. Đó, quay cho các bạn. Đó. Thì các bạn đến đây ngồi cũng được, ở đây thì vui. Vì ở đây là vừa phố đi bộ, rồi là kết hợp cả rất là nhiều quán nước chè để trải nghiệm. Ngoài ra thì ở phố đi bộ đâu này thì có rất là nhiều cái món để chúng ta gọi để ăn vặt đấy. Mình quay qua như vậy cho các bạn xem. Thì các bạn khi có cơ hội về với thành phố Hà Tĩnh thì các bạn có thể trải nghiệm được cái dịch vụ ở đấy. Đó, đến đấy là coi như cũng là kết thúc chỗ giải quán nước chè gần công viên Trần Phú ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cũng như là phố đi bộ. Lúc nãy giờ mình đi giới thiệu với các bạn hai cái địa điểm, hai cung đường để uống nước chè hay là uống các cái loại nước giải khát đấy vào buổi tối, chè xanh Hà Tĩnh đấy. Thì bây giờ cũng xin kết thúc clip ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì có thể đăng ký kênh ủng hộ mình, và mình sẽ ra một các clip mới hay hơn, hay cố gắng sẽ hay hơn nữa để gửi tới các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip lần sau. Bye bye.